Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Phạm Anh Vân, học sinh lớp 2A5, trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh. Đến với chương trình Điều Con Chưa Nói, mình sẽ dành tặng những điều yêu thương nhất đến với mẹ của mình. Đối với con, mẹ là người tuyệt vời nhất, mẹ dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con. Mẹ cho con nhiều niềm vui và hạnh phúc. Mẹ luôn luôn ân cần và chăm sóc con, từng miếng ăn, giấc ngủ, đưa đón con đi học mỗi ngày. Con cảm ơn mẹ. Sau đây con xin tặng mẹ một bài hát phê đê của Alan Walker, Your Side to Me.